hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm ở Bình Dương. Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đang xác minh, điều tra làm rõ vụ hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí rượt đuổi, đâm chém nhau gây náo loạn trong đêm. Tối mùng 8 tháng 1, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm người mang theo hung khí truy đuổi nhau, chém loạn xạ gây náo loạn. Hình ảnh từ clip cho thấy có hai người bỏ chạy bị trượt chân ngã xuống đường, lập tức bị nhóm thanh niên mang hung khí chém tới tấp. Sau khi thấy nạn nhân nằm yên, nhóm người lên xe máy bỏ chạy. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng mùng 7 tháng 1 trước quán bar trên đường 30/4 thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sau vụ hỗn chiến giữa hai nhóm người, các nạn nhân bị thương tự đi điều trị, không trình báo cơ quan chức năng. Liên quan đến vụ việc trên, đại diện công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định pháp luật. Hương Chi, Tiền Phong.